Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video này mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái dự án của OICOS. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tài liệu hệ thống của OICOS này. Thì các bạn có thể thấy đây họ giới thiệu về cái tài nguyên dành cho nhà phát triển, tức là về mã hoặc kho lưu trữ nguồn mở có sẵn. Thứ hai là hợp đồng thông minh, thì có thể tìm thấy danh sách mới nhất về các địa chỉ được triển khai và API thông qua các địa chỉ. API hợp đồng thông minh mô tả tất cả các hợp đồng thông minh của OICOS, IP của họ và danh sách các trường hợp được triển khai có thể tìm thấy. Thư viện này đối với các phương thức khác nhau để kết nối với OICOS, thì để đọc trạng thái hiện tại từ giao dịch hoặc là tư vấn lịch sử bạn về phần thư viện này. Ứng dụng thì OICOS Exchange này cho phép người dùng giao dịch và mua USD bằng Ether. Cái mã nguồn cho OICOS Exchange để tìm thấy tại OICOS Cash Exchange. Meter là một ứng dụng cho chủ sở hữu OKS tham gia mạng OICOS và sử dụng Meter. Người dùng có thể đúc và đốt sinh theo dõi mức độ thế chấp của họ, mua và bán USD thông qua kho, nhận phần thưởng đặt cược của họ và nhận bất kỳ OKS nào họ đã tích lũy từ việc bán và thông báo hoặc bằng cách đặt cược. Vì tích hợp thì các bạn thấy là họ sẽ hoán đổi OICOS. Hoán đổi OICOS là một cái trao đổi phi tập trung để trao đổi mã thông báo TRX và TRC20 và OICOS vận hành nó để tăng cường thanh khoản của sinh thái OICOS và sử dụng nó như một cái đoạn đường nối tắt cho thị trường sinh. Những người sử dụng cung cấp thanh khoản cho các hồ bơi được cung cấp với quanh vùng phần thưởng như một phần của giao thức OICOS. Về liên lạc thì nếu bạn đang tìm kiếm một cái nơi nào đó để nói chuyện với nhóm OICOS hoặc với các nhà phát triển khác của OICOS thì vui lòng bạn phải truy cập vào Discord hoặc là OICOS Chat. Về đấy là tóm tắt nhé. Thứ hai là về cái về hệ thống này thì mình giới thiệu luôn, thì OICOS là một giao thức để phát hành và giao dịch tài sản tổng hợp trên chôn, và mỗi tài sản tổng hợp là mã thông báo của TRC20 theo dõi giá của tài sản bên ngoài. Ví dụ một mã thông báo USD theo dõi giá của đồng đô la Mỹ chẳng hạn. Hay một loạt các sinh tồn tại trong OICOS bao gồm tiền tệ fiat, tiền điện tử, hàng hóa và chỉ số ngược. Thì về nguyên tắc, hệ thống có thể hỗ trợ bất kỳ tài sản nào có mức giá rõ ràng và cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với cái chuỗi tài sản trong thế giới thực trong giới hạn đó. Thì OICOS bao gồm một cơ sở tầng hợp đồng thông minh và một loạt ưu đãi duy trì giá, thì nó được củng cố bởi giá trị của thông báo mạng OICOS này. Đấy. Thì cơ chế này cho phép OICOS hỗ trợ chuyển đổi tức thời gần như là không ma sát giữa các cái hương vị khác nhau của sinh mà không vấn đề thanh khoản và trượt so với các tài sản giao dịch phi tập trung gặp phải. Cái ưu đãi thì các bạn có thể thấy là thứ nhất là ưu đãi về phí trao đổi này, phần thưởng đặt cược và phần thưởng thanh khoản. Cái phí trao đổi này thì các bạn có thể thấy là phí thường từ 10 cho đến 100 BSP. Phần đặt cược của OKS được tạo ra thông qua chính sách tiền tệ lạm phát. Đồng thời khi họ yêu cầu các nhà sản xuất lại phí trao đổi của họ để yêu cầu phần thưởng cổ phần của họ. Đấy. Phần thưởng thanh khoản là 5% nguồn cung OKS này. Người nhận là giá trị. Đấy. Từ... OK. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Đây nhé. Trên đây là một số những giới thiệu của mình về cái tổng quan này. Đấy, thì các bạn có thắc mắc gì thì có thể tư vấn cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo.